Với nền kinh tế phát triển như ngày nay, kéo theo nhu cầu giải trí của người Việt ngày càng nâng cao, sự phát triển của nền công nghiệp giải trí đã tạo động lực cho công ty trách nhiệm hữu hạn Xu Dân ra đời nhằm đem đến cho người tiêu dùng những dòng sản phẩm audio tiên tiến và chất lượng nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Xu Dân tọa lạc tại số 184-186 Lê Trọng Tấn, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân của công ty là xưởng TS Audio, được thành lập vào năm 1993. Công ty đã có một thời gian dài hưng thịnh khi hoạt động trong thời kỳ lĩnh vực audio bùng nổ và phát triển rất mạnh. Lúc này, TS Audio hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực âm thanh sử dụng cho gia đình và hội trường. Cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Xu Dân không những là đơn vị nổi tiếng trong nước chuyên sản xuất các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp, mà còn là địa chỉ tin cậy của giới phòng karaoke chuyên nghiệp, sân khấu và quán bar tin dùng. Bên cạnh đó, công ty còn là nhà phân phối độc quyền thương hiệu Decast tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Xu Dân còn nhận tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị âm thanh cho gia đình, kinh doanh karaoke, quán cà phê, nhà thờ, trường học, hội nghị, sân khấu, phát thanh công cộng với giải pháp và chi phí hợp lý nhất. Do nhu cầu phát triển cũng như đa dạng hóa trong lĩnh vực hoạt động, công ty chúng tôi phát triển thêm ngành nghề máy lọc nước RO và quạt làm mát mang thương hiệu Xu Dân nhằm mang lại tiện ích cho ngôi nhà của bạn. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Xu Dân sử dụng trang thiết bị hiện đại cùng với hơn 100 cán bộ công nhân viên kỹ thuật lành nghề, sáng tạo, giàu kinh nghiệm và một môi trường làm việc văn minh, thân thiện, đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu. Công ty chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khách hàng. Với phương châm hợp tác để cùng thành công và định hướng liên tục cải tiến, Xu Dân đã luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin với khách hàng, với những sản phẩm chúng tôi cung cấp. Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua là nguồn động viên to lớn trên bước đường phát triển của Xu Dân. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng hoàn thiện với mục đích phục vụ khách hàng tốt nhất để luôn xứng đáng với niềm tin ấy, như lời chia sẻ của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Xu Dân. Với 20 năm sản xuất thiết bị âm thanh karaoke chuyên nghiệp thì công ty Xu Dân chúng tôi sẽ cam kết đem đến cho quý khách hàng, quý đại lý những sản phẩm về chất lượng, mẫu mã cũng như giá thành cạnh tranh nhất, và chúng tôi cam kết rằng sẽ hợp tác bền lâu với quý đại lý và đem đến những lợi nhuận tốt nhất cho quý đại lý. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh karaoke chuyên nghiệp, tức là lắp đặt tất cả các thiết bị hệ thống cho những phòng karaoke hiện nay trên toàn quốc với giá thành và chất lượng tốt nhất, chế độ hậu mãi tốt nhất. Về việc đầu tư cho chất lượng sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Xu Dân chúng tôi còn chú trọng đến việc chăm sóc khách hàng và dịch vụ bán hàng với phương châm tỉnh thành phố nào có sản phẩm của công ty chúng tôi thì nơi đó có trạm bảo hành để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đặt yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Song song với việc phấn đấu để giữ thị trường cũng như chăm sóc cho khách hàng trong nước, công ty Xu Dân chúng tôi
còn đang nỗ lực để đến năm 2030 có mặt trên thị trường các nước Đông Nam Á và trở thành nhà sản xuất và phân phối mang tầm quốc tế. Điện tử Su Dân, chất lượng đi cùng năm tháng.